Báo điện tử VTV đưa tin, hôm qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định hủy bỏ quyết định tặng thưởng quân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thành phố Hồ Chí Minh. Tại quyết định số 264 ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch nước do công ty vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 6 của chị cần lốc việt á quét qua nhiều cán bộ ngành y phải bị sa thải điêu đứng hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến nay khi nhiều cơ sở cán bộ ngành y có tâm lý sợ thanh tra kiểm tra không dám làm không dám mua sắm trang thiết bị y tế dẫn đến tình trạng thiếu thuốc vật tư và sinh phẩm y tế đang diễn ra ở chiều đời Ngày chiều qua, chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ ngành để tiếp tục bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trách nhiệm để quốc liệt khắc phục tình trạng này, tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh đảng, nhà nước ký nhận đánh giá cao công lao đóng cấp lớn của ngành y tế trong thời gian qua. Bất cạnh chiến thành tựu, còn những cái chưa được chúng ta đang xử lý, Sai thì phải sửa, không chỉ một số sai phạm mà sợ sệt, không chịu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người dân. Đến ngày hôm qua, số mũi vaccine phòng Covid-19 tiêm trên cả nước là gần 15 triệu mũi bổ sung, mũi nhắc lại hơn 44 triệu và mũi nhắc lại lần 2, tức là mũi thứ 5, hơn 2 triệu 600.000 liều. Theo Bộ Y tế, tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện còn chậm. Nhiều tỉnh thành có tình trạng tồn động chiều vaccine dẫn tới nguy cơ hết hạn phải quỷ bỏ. Bộ Y tế cũng vừa cảnh báo hiện biến thể phụ BA.5 của biến chủng Omicron ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta bất cứ lúc nào, và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Người dân cần chủ động tiêm vaccine liều nhắc lại để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Các mặt báo sáng nay cũng đưa tin thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn thiết lập kỷ lục hơn 1.300 ngày nằm trong top 100 FIFA. Cụ thể thì đội tuyển của chúng ta có 1.302 ngày kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 nằm trong top 100 FIFA Kể từ thời điểm đó tới giờ có 29 lần FIFA đưa ra bảng xếp hạng chính thức và thầy trò của Lee Chiến Park Hang-seo chưa từng rơi ra khỏi top 100 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á thì chúng ta vẫn dẫn đầu và cũng là đội tuyển duy nhất nằm trong top 100 của FIFA, hơn 14 bậc trước đội tuyển Thái Lan xếp hạng 111 thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin nóng mà chị Quỳnh Dư vừa cập nhật. Xin chào Minh Thiện, xin chào quý khán giả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh xảy ra một trận lốc xoáy, làm tốc mái tôn 25 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 650 triệu đồng. Khoảng 16 giờ chiều qua, một trận mưa lớn kèm theo trồng lốc gió giật mạnh làm tốc mái tôn của 25 căn nhà ở quận chợ gạo. Từ đầu năm đến nay, tỉnh này xảy ra 8 cơn lốc xoáy, kế sạp và tóc mái 170 căn, ước tổng thiệt hại hơn 4 tỷ 600 triệu đồng. Người phụ nữ Tào Thị Lệ Hà ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dù được trao giấy khen vì hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Trước đó, chị Hà nhặt được một cái bóp có số tiền gần 19 triệu đồng và đem lên trình báo công an xã. Qua xác minh, số tài sản là của anh Trần Văn Sang. Shipper đi giao hàng, không bài đánh rơi. Sau khi xác minh làm rõ, lực lượng công an trả lại số tài sản dành Nội dung vừa rồi cũng khép lại chương trình nhịp sống ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.